Nếu anh em đang cần một chiếc bật lửa bền, độc, đẹp, lạ, giá rẻ và đặc biệt là phải cầm xăng lâu thì đây chính là một cái sản phẩm mà tương tự như thế anh em nhé. Thì nó đến từ cái sản phẩm của thương hiệu Zoro. Thì nếu mà anh em chơi thì biết là Zoro nó bền như cỡ nào rồi anh em nhé. Đây, thì cái hộp nó là được đựng trong cái hộp giấy cứng như thế này. Khá là đẹp mắt ở cái hộp anh em nhé. Còn về cái xét về cái sản phẩm này thì nó có màu vàng này, pha lộn với những cái màu đen đây anh em nhé. Chủ đề trên cái sản phẩm này có hình con rồng đang cuộn từ mặt trước nó vắt sang mặt sau và nó lại kéo sang mặt trước luôn anh em nhé, rất là đẹp. Thì cái cây này này nó có thể cầm xăng lên tới 15 ngày anh em nhé, 15 ngày thậm chí là còn hơn nữa. Thì trước đây mình đã bán cho một số anh khách rồi và anh khách bảo là cái sản phẩm này cầm xăng cực kỳ lâu luôn, để nó cầm xăng tốt phải gấp đôi Zippo. Thì lý do nó cầm xăng tốt như vậy là gì? Thì cái sản phẩm này nhá, mình cho anh em xem. Thứ nhất là nó có cái buồng chứa này cũng tương đối lớn anh em nhé. Để mà so sánh với một cây Zippo thì mình cũng sẽ lấy cho anh em xem. Ví dụ bên tay mình đây là một cây Zippo đây. Đấy, cái Zippo này thì nó như thế này anh em nhé. Cái buồng chứa của nó thì nó cũng tương đối lớn. Đấy, nó như thế. Nó to hơn một chút, còn nó ngắn hơn. Đấy, nên là nó cũng xem với lại là cái Zippo anh em nhé. Tuy nhiên nó cầm xăng lâu bởi vì nó rất là kín. Đấy, mình cho anh em xem nhé, mình rút cái ở bên trong đây cho anh em xem này. Đấy, nó cầm xăng được thì cái buồng chứa xăng nó như thế này, nó kín bởi vì cái bản thân cái này mình chùm lên này là nó đã rất chìa kín rồi. Đấy, cái này thì rất là chắc chắn anh em nhé. Đấy, mình lựa đút vào mình phải cẩn thận, mình lựa vào thì nó mới vào mới khít được. Đấy, chính vì vậy khi mà mình để lại như này thì xăng nó sẽ không thể thoát lên ra bên ngoài được anh em nhé. Bên mộc đáy này thì nó chặn rồi. Đấy, không thể thoát ra được. Và thêm một cái nữa này, để bên dưới đây thì nó cũng có một cái chặn xăng anh em nhé. Đây, cái chặn xăng này nó có một cái lớp gioăng ở đây. Đây, cái gioăng này là bằng cao su luôn, thì nó chặn vào bên trong đây thì xăng nó cũng không thể bay hơi ra được anh em nhé. Đây là thêm một cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba nữa đó là ở bên trong này, cái buồng đốt này thì cái sợi tim đây anh em nhé, khi mình đẩy cái này lại thì nó có một cái chùm này. Đây, cái này nó chùm lại cái xăng nó bên trong, xăng mà nó ngấm qua tim thì nó chùm lại, và bên trong đây cũng có một cái gioăng cao su anh em nhé. Để mình soi rõ cho anh em, nó cũng có một cái gioăng cao su luôn, nên chính vì vậy là nó cầm xăng rất là lâu. Anh khách của mình là bỏ lên để bàn thờ ấy, và để thắp hương ấy, thì dùng rất là lâu. Để, còn nếu mà dùng bình thường ấy, tầm cỡ khoảng 15 ngày là vẫn ok anh em nhé. Tuy nhiên là mình cứ khuyên anh em tầm khoảng một tuần, là cái dòng này cứ một tuần anh em châm xăng một lần là rất là vừa. Đấy. Về xét về chất liệu của sản phẩm này thì mình cho anh em xem nhé. Nó được cấu thành từ hai bộ phận, một là phần ruột, hai là phần vỏ này. Thì mình đi liền cái phần vỏ này anh em nhé. Cái phần vỏ này thì nó được khắc nổi, cái này đúc nổi không phải là ấy đây, không phải là khắc đâu anh em nhé, mà nó được đúc luôn như thế luôn. Đấy, sau rồi nó gấp lại với nhau và nó hàn lại anh em nhé. Thì cái mối hàn nó nằm ở đoạn này này. Đấy, anh em nhìn kỹ là cái mối hàn nó nằm đây anh em nhé. Đây. Đây. Ban đầu là nó là một cái lá. Đây. Cái này là hợp kim anh em nhé. Cái này là bằng hợp kim đồng. Đây. Tức là đồng nó pha thêm các cái kim loại khác anh em nhé. Thì ban đầu nó trái ra nó dập để tạo hình, tạo khung như thế này anh em nhé. Sau nó cuộn với nhau và nó hàn ở bên đây. Đây. Cái lớp hàn đây. Và bên dưới đây thì nó cũng là một cái lá thép. Đây. Nó tạo hình xong rồi nó cũng hàn lại với nhau anh em nhé. Bên dưới mộc đáy là của thương hiệu Zoro đây. Đấy. Thì nó hàn vào bên trong thì anh em nhìn vào bên trong thì anh em mới thấy được kỹ nó anh em nhé. Đây, mình soi cho anh em xem. Và cái sản phẩm này thì rất là bền. Anh em dùng mà nếu mà không có rơi rớt thì chẳng bao giờ nó hỏng được anh em nhé. Đấy, đi về cái phần ruột này thì nó vừa chứa cái buồng đốt và vừa chứa cái bình chứa xăng anh em nhé. Chất liệu của cái này thì là bằng đồng này, bằng đồng thau luôn anh em nhé, đồng vàng. Đây. Bên trên đây thì nó khả năng cao là nó cũng làm bằng hợp kim như cái phần này anh em nhé. Đây. Mình không biết là nó có phải là bằng đồng không, nhưng mà mình nghĩ là khả năng cao nó bằng hợp kim, bằng kim loại đấy. Đây. Và nó được mạ thêm một cái lớp màu vàng này, cái lớp màu vàng này thì cũng giống như mỹ ký anh em nhé. Đây. Mạ nó như thế. Về cái sản phẩm này thì nó cực kỳ bền luôn, bởi vì nó không có một cái điểm yếu gì anh em nhé. Lưỡi gà thì nó không có. Đấy, không hề có lưỡi gà anh em nhé. Nó chỉ có một cái chỗ này thôi. Cái chỗ này thì cái chốt nó rất là to rồi và nó rất là cứng cáp này.
bên trong này có một cái lò xo, thì cái lò xo nó bản thân của nó là bằng thép nên nó cũng rất là bền luôn. Đây nó như thế anh em nhé. Đây, còn về cái cổ đá của sản phẩm này cũng rất là đẹp. Mình cho anh em xem bánh xe nhé. Đấy, bánh xe nó như thế. Bánh xe của sản phẩm này thì cắt ngang vừa cắt xéo anh em nhé, nên nó chiếm lửa. Đấy, anh em nhìn, đấy, chiếm rất là tuyệt vời luôn. Cái này thì sử dụng xăng đá bấc như Zippo. Cứ mỗi lần châm xăng vào thì anh em lật cái này vào, lật cái này lên anh em nhé, lật vào châm xăng vào đây. Còn thay đá thì thay vào đây anh em nhé, xoắn ra thay. Đấy. Hiện tại cái sản phẩm này thì shop vẫn còn anh em nhé, còn đâu tầm khoảng hơn chục cây gì đấy. Anh em lấy thì shop sẽ ship cho anh em. Đấy, lưu ý của sản phẩm này này, khi anh em dùng thì anh em bỏ cái ruột vào thì anh em lựa lựa nhé, đừng có làm mạnh quá. Đấy. Là thứ nhất, và lưu ý thứ hai là đừng có làm rơi rớt, là nó có thể là nó gãy cái này thôi, chứ còn nếu không rơi rớt thì cực kỳ bền luôn. Anh em muốn lấy cái sản phẩm này thì cứ gọi theo cái số điện thoại mình dưới đây nhé, và đọc cái mã số, ví dụ cây này có mã số là RR62 anh em nhé, RR62. Hiện tại shop đang phân phối cây này giá chỉ là 370.000 thôi. Anh em muốn lấy thì alo nhé. Mọi thông tin chi tiết thì anh em lên Google và chữ zipman.vn nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt.